Câu hỏi 6. Nhà đầu tư nhận được gì và tiền sẽ được sử dụng để làm gì? Chúng tôi làm việc như bất kỳ công ty đại chúng nào khác, thu hút đầu tư, chia sẻ cổ phần của công ty. Có một lối ra, ví dụ thị trường chứng khoán, nhưng đó là công ty đã đạt được một số thành công. Chúng tôi chưa ở giai đoạn này, do đó chúng tôi không thể làm việc thông qua thị trường chứng khoán. Chúng tôi không thể tham gia IPO. Bây giờ thực sự là lúc chúng tôi bắt đầu thương mại hóa công nghệ. Và chúng tôi có quyền phân phối và bán lại cổ phần của mình. Và nhà đầu tư có quyền mua cổ phần của công ty này. Và cho dù bạn đến công ty bằng cách nào, có thể thông qua các trang web đầu tư đám đông, đây là các nền tảng cho vay, các nền tảng thế này được thực tế ở tất cả các quốc gia trên thế giới, ngoại trừ Nga. Hoặc bạn có thể mua cổ phần thông qua chính công ty hoặc thông qua những người có quyền bán các cổ phần này. Một nhà đầu tư mua cổ phần trong công ty và theo đó là thị phần của thị trường tương lai trên thế giới. Còn công ty nhận được tiền để làm những gì họ muốn để tham gia vào thị trường. А компания получает деньги для того, чтобы реализовать то, что она хочет сделать. Để làm điều này, chúng ta phải làm tài liệu dự án cho các khu thử nghiệm vận tải hàng hóa, vận tải tốc độ cao của thành phố, xây dựng các khu thử nghiệm vận tải hàng hóa với đầy đủ các cơ sở hạ tầng, bao gồm cả việc xử lý và bốc xếp thiết bị đầu cuối. Đô thị gồm 3 km có trạm chuyển tiếp thành phần di chuyển cấp 2, đường cao tốc 30 km với tất cả các cơ sở hạ tầng, và sau đó để chứng nhận, chứng minh với khách hàng, cuối cùng là tham gia thị trường, bởi vì ngày nay chúng ta có một thị trường tiềm năng và các đơn đặt hàng tiềm năng cho 100 tỷ đô la. Ngay sau khi chúng tôi trình bày điều này, những khách hàng sẽ đặt hàng các dự án cụ thể ở nhiều quốc gia trên tất cả các châu lục, và do đó chúng tôi tham gia thị trường cùng với các nhà đầu tư. Đây là giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Chúng tôi đã tạo ra phiên bản thứ hai, an toàn hơn, rằng một nhà đầu tư đã trở thành cổ đông và anh ta đang ở trong thị trường này và có số cổ phần trong công ty, đã nắm hoặc tạo ra thị trường này trên toàn thế giới.